Rồi, xin chào mọi người. Lâu quá rồi, bắt đầu mình sẽ trở lại với hai đây thôi các bạn. Cũng chung thời gian lâu quá. Hiện tại bây giờ thì là chị mình cũng đã có rất nhiều vấn đề xảy ra, lỗi đủ thứ tất cả các kiểu đại điểu trên đời. Thì hiện tại giờ thì mình cũng đã và đang nói với các bạn rất là nhiều ở bên kênh kia hơn một hai cái video gì các bạn. Thì tất cả những bạn ở đây, nói chung thì các bạn hãy chuẩn bị thật là nhiều tiền vào để mình bắt đầu mua đồ nha. Bây giờ nói với các bạn rồi, mình đã nói với các bạn trước rồi, bảo các bạn là chuẩn bị tiền cho thật nhiều, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn phải ghi ra năm cái mã thẻ của năm nít mình đã cho các bạn. Mình đã làm một cái video, nói chung cả hai kênh mình đã đều làm video để mình đọc từng cái mã từ 1 đến 5, cho nên là các bạn nào có nhã hứng thì đi tìm lại, tìm lại cái video đó. Mình kéo xuống cái video các bạn, mình kéo cái bấm vô chỗ chữ video, vô kênh cái mình bấm vô chỗ chữ video, cái mình kéo dài xuống mình tìm cái đó, cái video đó nằm ở đâu, thì mình vô mình xem lại video đó mình ghi ra. Cho nên là mình đã nói với các bạn rồi. Thế các bạn thấy thời gian qua không? 2 3 ngày liên tục mình đã livestream nhưng mà là nó cứ dăng ra hoài, nó không có được các bạn. Hiện tại thì tất cả các loại quay màn hình thì nó mờ quá, mình không không làm được nha. Cho nên là bây giờ buộc mình phải làm trực tiếp thôi, mình không có làm trực tiếp nữa mà mình làm gián tiếp. Vì cho nên là các bạn phải đòi hỏi, các bạn phải cố gắng biết được năm mã thẻ của mình, để khi các bạn biết được ngày nào mình thông báo, giờ nào, thì các bạn sẽ cứ vào đúng y vị trí như thế, đúng giờ. Các bạn nói chung thì mình sẽ làm phát xả kho kiểu này hoặc là tặng đồ kiểu này thì các bạn chỉ vô đúng giờ cho mình là ok nha các bạn. Tại vì mình này mình không có thể nào mình chờ lâu được. Bên livestream thì mình có thể mình chờ lâu, chờ các bạn vào, nhưng mà cái này thì các bạn cứ đúng giờ là các bạn vào là ok. Còn các bạn vào trễ quá thì coi như là mình chỉ xả trong giây lát là mình ngưng, mình không có xả nữa. Cho nên những bạn nào vào trễ thì lần sau khi mình xả thì bắt đầu mình sẽ xả cho các bạn nha. Vì cho nên là các bạn chỉ bỏ ra chỉ có 10 phút thôi các bạn. Các bạn xem video các bạn mới biết được là mình nói cái gì trong đó. Còn các bạn không xem mà các bạn cứ hỏi không là mình cũng bó tay luôn. Tại vì nói thật với các bạn, mình thời gian mình không có nhiều, mình rất là bận các bạn. Cho nên là mình cũng rất là quan tâm đến các bạn, nhưng mà mình không thể nào mình trả lời hết toàn bộ cho các bạn được. Mình rất là bận cho nên là mình không có thể nào mình trả lời cho các bạn được nhiều. Vậy cho nên những gì mình cần nói là mình nói hết trong video rồi nhiều. Vì cho nên là các bạn hãy cố gắng xem video dùm cho mình, chỉ có 10 phút thôi các bạn, không có nhiều đâu. Các bạn hãy cố gắng lên nha. Chứ bây giờ cái gì mình cũng nói hết trơn mà các bạn cứ hỏi lại không chết luôn rồi, đúng không? Thì hiện tại bây giờ thì mình sẽ nói với các bạn như thế này. Hiện tại bây giờ là mã số này là mã số nick 5. Mã này là mã nick 5 nha các bạn. Mã nick 5 là BOV 89 OQ G R. Chữ G đầu thì chữ G gà, chữ G sau thì G gô nha các bạn. BOV 98O 98O QGG, O hay là không gì cũng được, cho nên chúng ta cứ ghi ra như vậy. Thì chúng ta sẽ ghi ra theo thứ tự, thì từ nay mình sẽ làm, mỗi lần mình làm thì mình sẽ đọc lại một lần để cho các bạn nhớ luôn. Nhiều khi các bạn mới vào thì các bạn không có biết, thì hiện tại nhìn thì các bạn có thể nhìn lên đây thì các bạn sẽ biết được. Khi các bạn nhìn lên thì các bạn sẽ không thấy rõ, thì các bạn sẽ xả lại một khúc, các bạn xem lại nha. Cho nên là cho nên nó dễ hơn. Thì đây là mã nick số 5 nha các bạn, BOV98 OQGG nha. Rồi khi các bạn vào đúng giờ thì mình sẽ tự bấm kết bạn trực tiếp với các bạn luôn. Cho nên là các bạn không cần phải quan tâm, không cần phải hỏi sao vào được hay là không được gì hết á, mình đã thông báo hết cho các bạn rồi. Cho nên là các bạn cứ đúng giờ thì các bạn vào là ok. Rồi hiện tại bây giờ thì ngày mai sẽ 8 giờ ở 9 giờ kém 9 giờ kém 10 nha các bạn. Ngày mai mình chỉ 9 giờ kém 10, mình chỉ làm 10 phút tới 9 giờ là mình nghỉ thôi. Đó, ngày mai mình tranh thủ vô mình kết bạn rồi bắt đầu mình xả cho các bạn xong là mình nghỉ thôi các bạn. Ngày mai đây mình sẽ đây là những lúc là những cơ hội để cho các bạn giải quyết hết toàn bộ những cây cối của các bạn đây. Còn các bạn không ấy được nữa thì thôi luôn, mình để bó tay luôn. Nói chung thì ở đây thì rất ít người, thì các bạn hãy cố gắng xem và các bạn cố gắng mua, chứ tại tại vì người ta làm biến lắm, người ta vô người ta canh độ chỉ có một vài người thôi, ít lắm.
Cho nên là các bạn xem được biết, các bạn biết là như thế nào. Rồi ngày mai sẽ 9 giờ kém 10 nha các bạn. 9 giờ kém 10 mình sẽ xả kho cho các bạn là 800 cưa và 300 ghiều, 800 ghiều và 300 cưa nha các bạn. Tổng cộng là 1100 nha. Tổng cộng là 1100. Ngày mai mình sẽ xả cho các bạn sẽ vào lúc 9 giờ kém 10 nha. 9 giờ tối nghe máy cha xong hồi cái nhắn tin coi video xong có nhắn tin hỏi anh ơi 9 giờ sáng hả? Tôi còn phải đi làm nha. Cho nên là mình nói 9 giờ là tối không á, thường thường là chỉ có ngày chủ nhật thôi là mình nói là 7 giờ thì 7 giờ sáng, là 8 giờ 8 giờ sáng thôi. Chứ còn những ngày khác là toàn bộ là nói bao nhiêu giờ là tối không đó, 7 giờ cũng tối mà 6 giờ cũng tối nha. Chứ không phải hồi cái chạy vô nhắn tin hỏi anh ơi 7 giờ sáng hả, 9 giờ sáng hả đó, cứ vậy không đó, không có chịu coi, nói rất rõ ràng, rất là rành mạch. Cho nên là chúng ta hãy lưu ý vấn đề đó nha. Một hồi mà ai mà nhắn tin hỏi mấy giờ là biết tay tôi nha. Ngày mai nhớ 9 giờ kém 10, nhớ theo đồng hồ của tôi hiện tại bây giờ đồng hồ của tôi là 20. Các bạn không biết đồng hồ các bạn chạy có đúng giờ hay không, tôi không biết. Hiện tại là 20 giờ 19 phút. Đồng hồ của tôi hiện tại 20 giờ là 19 phút các bạn. Các bạn không biết đồng hồ các bạn như thế nào, có đúng đồng hồ tôi không. Thì tốt nhất thì điện thoại của tôi thì nó đang nằm ở múi giờ đấy. Các bạn xem lại cái điện thoại của các bạn có đúng múi giờ đấy không nha. Nhiều khi các bạn trễ hơn 5-3 phút hay gì đó thì các bạn vô sao thì coi như là chết quốc. Mình chỉ chờ các bạn 2 phút là 3 phút là cao rồi nha các bạn. Mình không chờ lâu được nữa, cho nên là các bạn hãy nên nhớ. Mình vào là mình tranh thủ liền, cứ đúng giờ. Các bạn cứ xem video thường xuyên, các bạn cứ biết đúng giờ là các bạn vào. Ngày mai sẽ có 1100 cưa ghiều sẽ xả cho các bạn để các bạn giải quyết được một số loại cây. Thời gian sau nữa mình tới cây của mình là mình không có xả được nha. Hiện tại bây giờ thời gian này mình sẽ cố gắng mình xả cho các bạn. Rồi sau khi ngày mai mình sẽ tiếp tục thông báo cho các bạn nít khác nha. Nít khác thì hiện tại bây giờ không nhớ. Đúng ra ngày mai là xả đồ đang kho, nhưng mà thôi cưa ghiều mình hiện tại nhiều quá, cho nên là mời mình phải xả cưa ghiều cho các bạn trước. Nhiều khi mình thấy cũng có một số căn nhà rất là nhiều cây cưa, cây chết rồi từ lưa hết trơn, bông hoa gì, ôi giời ơi, không có gì để mà cưa mà chặt, đúng không? Cho nên là mình quyết định ngày mai mình sẽ xả cưa ghiều trước cho các bạn để các bạn giải quyết một số loại cây để các bạn trồng lại những cái thứ khác nha. Được chưa nào? Trồng cây mà bây giờ không ở thông mà trồng cây luôn nè các bạn thấy không? Cây mình rất là nhiều, rất là nhiều, mình trồng rất là nhiều ha. Cho nên là đến lúc mình thu hoạch là mình không thể nào mình xả cho các bạn những cái loại cưa ghiều được, lúc đó là mình đang sử dụng rồi. Cho nên là khi các bạn ấy, tốt nhất là các bạn nên trồng những cái thứ mà ngược với mình. Các bạn nào có muốn nhận đồ từ mình đó, thì tốt nhất mình sẽ trồng ngược lại. Ví dụ như mình trồng này thì các bạn có thể trồng mâm xôi tím các bạn, cũng bán cũng giá, chỉ có mấy kém hơn có mấy chục đồng thôi. Đó là một cái cách tốt nhất. Cho nên là các bạn tốt nhất là các bạn trồng ngược lại thôi, đừng bao giờ trồng mà thấy trồng cưa kiếm rất khó, nên là đến lúc tôi thu hoạch rồi tôi không thể nào tôi xả cho các bạn được nha. Các bạn lưu ý vấn đề đó, nhớ chưa? Ngày mai sẽ 8 giờ 10 nha, 9 giờ kém 10 nha, 9 giờ kém 10 kiếm gì mình trồng, trồng cái này đi. 9 giờ kém 10 tất cả các bạn sẽ vào, mình tự kết bạn với các bạn và mình tự xóa bạn và mình tự kết bạn với các bạn luôn. Ok. Nói chung thì lần nào cũng nói vậy hết trơn á, mà cứ hổ hoài chán mấy người lắm. Rồi ok nha. Mai sẽ xả cho các bạn đây. 800 1100 tổng cộng cưa ghiều và 1100 cây ha, tổng cộng cả hai loại. Cho nên là các bạn hãy cố gắng. Làm nhiệm vụ sáng giờ chưa xong nữa mấy ông ơi. Còn một cái nhiệm vụ nữa là cuối cùng rồi các bạn. Thôi mình sẽ cố gắng thôi.
Ok. Rồi, video mình tới đây kết thúc. Hẹn gặp lại ngày mai nha các bạn. Bye bye nha. Hẹn gặp lại ngày mai nha. Nhớ nghe, ngày mai 9 giờ kém 10 nha. Bye nha.